Chỗ của tôi. Hả? Chỗ của tôi. Chỗ này của ông anh đó hả? Giỡn hoài. Không. Dành rồi, dành rồi. Dành rồi. Cái gì? Chỗ riêng tôi dành rồi. Chỗ này riêng ông anh hả? Mua đất chỗ này rồi hả? Dạ. Mua nhiêu vậy? Đao nhiêu, tháng trả nhiêu vậy? Đưa giấy tờ tôi trả giùm cho. Trả lại liền. Rồi có. Có đao rồi. Đao gì? Đao tờ báo. Trời ơi, thời buổi này còn để báo dành chỗ, nó xưa quá rồi cha. Trời ơi. Dạ mời Monica Nguyễn ạ. Ai Monica, vô đi kìa. Dạ xin mời cô Monica Nguyễn. Cô phải Monica không? Không phải bác ơi. Không phải hả? Monica. Không phải. Không phải hả? Quanh, phải Monica vô dụng cái. Ê, Monica là tên của đàn bạn gái bà ơi. Ủa vậy hả? Trời ơi, đông khách quá mà ai vô liền để mất thời giờ. Monica. Monica. Cô, Monica gì vậy? Dạ Monica Nguyễn thôi. Monica Nguyễn, that's my name. Thôi, có duyên ghê. Tên mình mà cũng không nhớ luôn. Bị mới đậu quốc tịch, mẹt Nguyễn đổi thành Monica Nguyễn. Trời. Nên nghe chưa có quen tai. Dạ mời cô vô ạ. Cô bạn, chỉnh chè thấy thương luôn nha. Bà ngồi có chút xíu à, mà nóng hổi cái tờ báo vậy. Chữ nghĩa gì? Lem nhem. Chỗ này chỗ của tôi mà. Ai nói? Hả? Chỗ bà chị hồi nào? Bộ không thấy hang, đeo kiếm mà không thấy hang. Cái bóp tôi dằn đây nè, cái bóp cây dừa dằn ở đây có nghĩa là chỗ của tôi. Trời ơi, qua tới Mỹ còn dành chỗ nữa. Ê! Chị mua hồi nào? Tôi... Đào tháng nhiêu? Tức là... Phê bên nhiêu tháng? Có giấy tờ không đứa coi? Ủa sao câu này nghe quen quen? Ê! Cái câu này tôi vừa nói hồi nãy ngoài kia nghe, câu này câu của tôi đó nghe. Ủa? Bộ bà chị độc quyền câu đó hả? Không phải. Bản quyền đâu, đưa đi coi coi. Đừng có ngang ngược nha, tôi nói cái chỗ là chỗ của tôi nè. Ai nói ngang ngược chị mới là người ngang ngược. Ôi, chào bác sĩ. Bà khỏe hả? Dạ, bà khỏe. Dạ, đợi một chút nha. Dạ. Khách đồng quá. Dạ. Chà, ông bà lớn tuổi rồi mà còn tình tứ nhỉ? Dạ. Trời ơi, đâu có bác sĩ. Tôi đâu ngồi đủ tôi. Dạ, dịch nó như nhào vô ôm. Ê, bà tự động bà nhào vô mà bà nói tôi hả? Dạ, bác sĩ. Bác sĩ tưởng bà này vợ tôi hả? Tôi có bà vợ tôi chết liền đó bác sĩ. Bà nhà tự nhiên mình nhào vô bà nói gì ôm nhào vô tôi trai. Dạ. Thôi không ai ôm ai hết. Dạ. Hai người tự nguyện ôm nhau được chứ. Dạ. Nếu bác sĩ cho phép. Dạ. Hồi chúng ta gặp lại nha. Dạ dạ. 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 Bác sĩ mặt mày có hậu có giống ca sĩ quá. Ai như ông quá. Dạ ơi đừng nữa. Thôi tôi chọc bà chơi thôi á. Hồi nãy tôi dành chỗ không được rồi bây giờ tôi phiên bà dành chỗ bà cự nữ tôi hả? Nhường cho bà. Em nói ngược chỗ của ta vậy nó nhường. Nhường. Làm như không hiểu tiếng Việt nhường. Làm sao vậy chỗ của tôi mà. Dạ cả là mặc đồ của tôi là tôi biết bà sao rồi. Chút xíu nha. Gì đi khám bác sĩ mà làm gì chuẩn bị đồ quần áo khăn cố gì giống như đi cu vậy? Hả? Đi cu là gì bà chị? Đi cu là giống như mình làm việc nhiều quá mình bị stress á, xong rồi một năm mình cần đi cu 2-3 lần cho nó xả hết ra vậy đó. Trời ơi trời ơi chị. Chị nói tiếng Mỹ tôi nổi da gà chị ơi. Chị nói gì mà đi cu rồi stress rồi xả ra hết gì vậy? Đi cu là coi như là mình đi du lịch ở trên biển đó. À, trời đất ơi, thôi chết rồi chị ơi. Sao? Chị nói tiếng Mỹ mà chị nuốt chữ thì phát ớt luôn nha. Sao?
đi du lịch trên biển người ta gọi là đi cruise. Chị nuốt thành ra chữ cu à? Không phải tôi con nuốt đâu, bị già rồi tao nó lưỡi liếc rồi nó cứng hết trơn à. Đi gì? Đi cruise. Cruise đó nha. Thôi nha. Bởi tao nói tao qua đây tôi nói cái gì tôi cũng hạp hết. Bực mình có một cái ngôn ngữ nó bất đồng mà. Đó. Bởi vậy qua đây phải ráng đi học luyện sinh ngữ để nói chuyện tiếng Tây tiếng U với người ta. Tôi học dữ lắm á chứ, học dữ lắm mà học có không? Học mà sao nói không. Mỹ nó hiểu. Trời ơi. Làm như Mỹ đây nó dốt tiếng Anh hay sao á? Trời ơi. Nói nó hiểu. Chị nói sao nó không hiểu. Tôi tức quá đây nè, tôi nói cho ông anh nghe nha. Ờ. Tiếng Mỹ đó. Ờ. Mua là buy. Ờ. Buy là mua. Ờ. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Ờ. Đó, vậy mà hôm qua tao nói tôi ra tôi phụ con nhỏ cháu á. Ờ. Ở ngoài chợ trời siêu quá mít mà outdoor đó. Siêu quá mít rồi. Ờ đó, tôi phụ con nhỏ cháu. Ờ. Nó bán áo thun. Ờ. Cái tôi thấy Mỹ tới, cái tôi mới ngoắc tôi mời nó mua tôi chỉ áo thun tôi kêu. Ờ. Bye bye. Ờ. À, ý tôi nói tôi mời mua áo thun nha. Ờ, nó hiểu không? Tôi dòm nó trời, tôi nói nó trợn mắt nó trân mặt nó lên nó làm như không hiểu tôi, nó nhìn tôi như con quái vật vậy đó. Ờ. Cái tôi cứ bye bye. Hoài rồi nó cuối cùng nó cũng hiểu. À, hiểu không? Rồi hiểu. Nó mua mấy cái. Nó đâu mua cái nào đâu. Ủa sao vậy? Tôi bye bye hồi cái nó nhìn tôi cái nó gật đầu cái nó chào cái nó bỏ đi cái nó trước khi đi cái nó vẫy tay nữa bye bye làm sao tôi không hiểu nó trời ơi. À thôi chết rồi, chị nói tiếng Mỹ kiểu đó chị bị tổ cát rồi. Tổ cát sao? Bye bye là mua đồng ý. Đúng rồi, bye là mua. Ờ, nhưng đó. Mà chị nói sao, chị nói bye bye nó tưởng đâu là chào tạm biệt, nó tưởng đâu chị chào nó rồi nó chào lại là bye bye nó đi là phải rồi. Trời ơi vậy hả? Đó bởi vì tôi nói không hiểu sao chứ. Thôi trời nha đó. Thôi nào qua đây rồi ráng đi. Ráng rồi luyện tập và tiếng Mỹ, tiếng U nói với người ta. Ờ, à, cố gắng tôi try dữ lắm á. Đó. Hả? Thấy chưa? Nội như đây là thấy sai rồi đó. Sao vậy? Try là cố gắng. Đúng. Mà cố gắng là try. À. Nói chữ nào chữ thôi, đã try rồi còn cố gắng try dư chữ. À, thì anyway dù sao đi nữa thì ta nên. Đó, 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 thấy chưa? Gì? Lại dư chữ nữa rồi. Anyway là dù sao đi nữa. À. Mà dù sao đi nữa là anyway. Thì đó. Xài chữ nào cũng chữ thôi. Chị gom lại chứ cho ông đóng dư thừa vậy. Ờ. Ông anh khó chịu bắt bẻ hoài. Làm như ông anh rành tiếng Mỹ dữ lắm phải không? Nói chị tin không tin tị trụy. À. Hồi đó ở Việt Nam tôi dạy anh văn. Trời ơi, cái này là professor đó phải không? Professor. Ờ. Đó, vậy mà qua ở cái vùng Lý Đô Sài Gòn này riết tôi quên tiếng Mỹ luôn. Sao kỳ vậy trời? Trời ơi, có gì đâu dễ hiểu quá mà chị. À. Chị đi đưa nguyên đường Bô Sa coi. Chị tìm một người Mỹ khó hơn người Việt á. Khó, cái đó khó. Ở trong khi đó vô nhà băng á cũng có người Việt làm. Có. Vô bệnh viện á cũng có người Việt làm. Có. Vô trường học cũng có người Việt làm. Có. Thậm chí vô casino toàn Việt Nam luôn. Cái đó nhiều à. Đó, mở vậy đâu cần nói tiếng Mỹ đâu. Bây giờ tôi quên luôn. Đó, mở ngàn qua. Tôi vô shopping đó. Tôi vô shopping center đó. Ờ, đang đi shopping vậy tự nhiên nghe tiếng bà, cái bà Việt Nam. Bà la thét lên vậy nè. Mày cổ, mày nha mày. Mày mà phá hoài hả, tao giết mày chết. Trời đất, tao chết. Mỹ mà nó hiểu cái câu đó là nó kêu police bắt liền nha nha. Tao giết mày chết là I kill you. Nó tưởng thiệt, nó kêu police tới bắt chết luôn á. Ừ thôi ông anh xét mép quá à. Ừ. Cha mẹ hay Việt Nam mình hay chửi con cái kiểu đó là giết mày vậy thôi chứ trời thương lắm. Ờ, cha mẹ con cái mình thương yêu nhau lắm. À, xin lỗi tôi có điện thoại. Hello. Ủa con hả con? Ba đang ở văn phòng bác sĩ Michael Đào con. Ờ. Hả? Sao? Thôi chị nghe luôn đi. Sao con? Sao? Không, ba khám bệnh nó chừng tiếng nữa xong mà con ơi. Bây giờ mới có 11 giờ à. Hả? Sao? Ủa? Vậy hả con? Ờ. Hả? Sao? Sao con? Ông anh, quên đồ. À, ok. Ông anh, bye, để bye, đây bye. Nha. Bye. Trời ơi, ông anh, xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi ông anh. Trời đất ơi, ta nói nè, tinh thần xáo động sao mà quên luôn cả đồ đạc để tôi phải kéo ra đây vậy, coi kiểm coi có mất mát gì không nha. Cảm ơn. Ông anh. Sao tự dưng mặt có bộ buồn dữ vậy, mặt có bộ quạo đeo vậy, có chuyện gì không?
hả? Tôi thấy làm như thần sắc không có được sáng sủa lắm á, làm như trong người tinh thần nó không có được bình tĩnh phải không? Có chuyện gì không? Nói tôi nghe thử coi. Chị ơi, hả? Sao tôi thấy cái cuộc sống bây giờ, nhất là con người ta sống trong cái xã hội hiện nay ở trên đất biển này đó chị, cứ chạy theo cuộc sống riết rồi riết cái tình cảm con người ta làm sao nó càng ngày nó càng phai nhạt sao? Riết rồi con cái nó cũng không quan tâm tới cha mẹ mình như thế nào rồi nó mệt quá chị ơi. Tôi biết rồi, tôi nghe tuồng này thấy nó quen quen. Không phải một mình ông anh tâm sự với tôi gì đâu mà rất là nhiều bạn bè tôi tâm sự vậy. Mà tôi nói ông anh nghe nè, mình suy đi với lại, đừng có so sánh hiện tại với 50 năm về trước. Nó thay đổi dữ lắm rồi, mà mình cũng phải thay đổi theo. Sống y như 50 năm về trước là tự làm khổ lại bản thân mình biết không? Mình phải update lên biết chưa? Trời ơi, đừng có mà rầu rầu rỉ rỉ hoài, nó mệt lắm. Bởi vì tôi vô là tôi thắc mắc liền. Tôi thắc mắc liền lang thang ngoài Bạc Kinh rồi kéo vali vô đi khám bệnh mà kéo vali làm sao? Quân đờ cái chuyện đó đó nha. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Sao kéo vali đi vậy? Chị nói tới cái vali này đó. Cái vali này là người bạn đồng hành của tôi đó chị. Trời ơi, nghe ớn không? Tóc bạc trắng rồi mà vali là bạn đồng hành. Chà, ông anh giang hồ lãng tử dữ. Trời ơi, lang hồ giảng tử cái nỗi gì chị ơi? Tôi nói thiệt với chị nha, mỗi lần tôi nhìn thấy cái vali này á chị, tôi phát khóc được á chị. Đó, thấy vậy tôi với bà đó mới mua cái mobile home ở hai chồng sống trong cái mobile home gì mà nó vui vẻ chị ơi. Cuối tuần cái bà nấu nướng, bà kêu gọi từ đứa về ăn uống, nó vui vẻ lắm. Quá cái đó quá tốt. Đúng cái tới ngày tự nhiên bà lên máu, bà qua đời. Trời tội nghiệp bà chị quá ha. Mà ông anh có làm gì bà chị tức mà tới lên máu mà chết không? Trời đất ơi, tôi già cả rồi làm gì bà tức tới lên máu. Ai biết, who knows? Who knows gì chị biết rồi, già cả thì làm sao đi lúc nào, ở lúc nào sao biết được. Đó, đó bởi vì tôi nói chắc là bà chị ở nhà làm miếng workout phải không? Tôi nè, từng tuổi này mà ta nói tôi workout dễ sợ lắm. Tôi workout rồi tôi đái ạt nè biết không? Cho nên tôi thấy tôi khỏe lắm, tôi khỏe như trâu vậy đó. Bác sĩ mà muốn mò bệnh để khám cho tôi phải bó tay đó. Bó tay vậy nè, chứ không có cái bệnh nào hết trơn á. Kết quả lúc nào cũng clear, nó mồ hết hả? Trời ơi, phải bà chị đỡ quá đó. Rồi bà qua đời, tôi sống lủi thủi một mình trong cái mobile home đó. Trời tội quá. Khổ nổi cái, tôi thì đang bị tiểu đường. Trời ơi, bệnh hoạn hai chồng này hợp ghê, bệnh hoạn quá. Bị tiểu đường thì chị biết rồi. Không, tôi lên biết chứ, xuống tôi khỏe lắm. Làm sao biết trước được đâu. Cái gì lên xuống? Đường lên xuống. À, đường lên đó. Xuống, nói cho rõ. Xong xuôi có bữa chị biết không, đường nó xuống cái người tôi rã người, không biết kêu ai bây giờ. Thì gọi tôi nói tới, tôi nói giúp. Thì tôi cũng muốn kêu nhưng mà chị nghĩ coi, tụi nhỏ qua đây nó ba ngày đi làm. À? Nó tối rồi nó ngủ rồi, chả lẽ mình gọi tụi nó thấy nó phiền quá đi. Ông anh này thật bậy quá. Mình ta đã nuôi con cái cả đời, hy sinh cả đời, lâu lâu mình yếu thì mình gọi nó tới nó giúp chứ làm gì đâu mà phiền. Không, nói nào ngay thì tụi nhỏ nó cũng thương ba lắm. Tụi nó thấy tôi như vậy tụi nó không đành. Vậy đó. Đó, cái tụi nó mới họp lại. Ừ. Tụi nó định là kêu tôi bán cái mobile home đi. À. Nói về nhà tụi nó ở. Đó, tôi nghe đặng lỗ tai cái đó được đó. Đặng gì chị, nghe nói thì dễ lắm nhưng mà đụng chạm với thực tế chị nghĩ coi. Sao? Không, vợ chồng mỗi đứa có gia đình riêng hết rồi. À. Mình về mình ở rồi. Có gì đâu ông, ba ruột mà. Đúng, cha ruột đó, cha ruột chứ chị. Mặc dù là cha ruột nhưng mà nhiều khi rồi xào xáo rồi à. tụi nó thấy được cái điều là tụi nó đẩy qua đẩy lại cho nó ơi, thiệt tình tụi nó thiệt cái tâm vậy. Không được, không được, con cái nhà ai cha mẹ đẻ ra phải biết dạy nó hả? Không có biết dạy gì hết trơn. Chị tu đẻ nó ra chứ ai đẻ mà chị xài xẻ hoài vậy. Xin lỗi chị, tôi hơi nóng. Nói với con rồi đó đó, rồi thằng hai nó thấy tôi vậy đó. Đó, nó mới kêu tôi về ở với nó. Được thằng con lớn, được mà khổ nổi con cái. Vợ của nó làm lương cao hơn. Cho nên nó cũng phải nể mặt con vợ nó. Tôi thấy vậy cũng không được. Tôi mới qua nhà con ba. Được, mình ở nhà con gái mình được. Mà khổ nổi cái nhà con ba, cái thằng con rể tôi, cái thằng này nó kỹ quá đi. Tôi hỏi chị nhà gì mà nó đi vừa đi làm bước vô nhà là nó hút bụi. Rồi xong rồi cái nó hút bụi xong xuôi nó lau bàn, lau ghế rồi trên mình ngồi chỗ nào mình mới vừa đi ra là nó sắp giấy tờ rồi nó lau. Làm sao tôi ở đâu vậy? Sống vậy nhột. Tôi cũng ngại. Ngại. Không được. Tôi mới về nhà thằng Tư. Vợ chồng thằng này được. Nó chịu chơi lắm chị ơi. Vậy được, ở với tụi nó đi. Không phải ở cái gì. Hai vợ chồng này nó còn nghèo quá đi. Chà. Hai vợ chồng với ba đứa con mà nó mướn ấp hợp anh có hai phòng mà. Đó rồi tôi về tôi ở đâu rồi? Ở sofa, nằm sofa kệ nó. Thì tôi nằm sofa rồi. Cháo chích nó ra nó phá rồi.
nó la cũng tội với đứa nhỏ. Chà, khó quá ha. Đó vậy. Bây giờ tụi nó mới họp lại. Tụi nói ba ơi, tụi con có 6 đứa con. Rồi biết rồi. Đó. Rồi một năm có 12 tháng. À. Thì thôi bây giờ cứ 2 tháng á, ba qua nhà người ở một lần. À. Sau 2 tháng sau ba qua nhà ở một lần. Trời đất. Rồi cứ đi vòng 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 qua 6 đứa con rồi trở về đứa thứ nhất. Trời ơi ông anh ơi. Ôi. Trời ông anh ơi, tôi không tưởng tượng được con cái mà tính kiểu đó là tôi thấy không có được. Trời ơi, mình già rồi ông anh ơi. Mình phải có một cái chỗ cho nó yên lành, chỗ cho nó quen thuộc. Ông anh không nghe người ta nói hả? Đi đâu chơi vui vẻ cỡ nào cũng mong được về nhà mình, mong được nằm trên cái giường quen thuộc của mình. Người ta nói home sweet home là vậy đó ông anh. Home sweet home. Thì whatever, cái gì cũng được hết. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi ông anh, mình bạc đầu rồi. Mình phải có cái gì nó quen thuộc. Ông anh biết không, tôi có cái giường quen thuộc của tôi nha. Tôi nằm cho nó một cái nha, tôi quơ tay phải nha, ly nước trà, tôi quơ tay trái cái chai dầu xanh, cái tôi quơ lên đầu cái hàm răng giả. Mình phải quen thuộc như vậy chứ, sống như ông anh rài đây mai đó mà mình lớn tuổi rồi. Trời ơi, không có được, tôi nói không có được, không có được. Đúng, tôi đồng ý với chị cái chuyện đó. À. Đúng, từ đó cơ chị biết là tôi già cả rồi. Ừ. Mình già cả, tính tình hơi lẩm cẩm, quên trước trí nhớ quên trước quên sau. Tôi nói chị nghe, tôi nói thiệt chị nghe đừng cười nha. À. Có nhiều bữa tôi đang ở nhà thằng hai. À. Ở trong cái phòng mà bước ra quẹo tay phải là cái toilet. Ờ, có toilet không? Rồi. Rồi mới ở gần gần, mới quen quen thôi, cái bước qua nhà con ba. À. Thấy không? Bước ra khỏi phòng mà quẹo tay phải là cái bếp. Đó, đó, đó. Rồi sao nữa? Đó có bữa nha, trời ơi, tôi đang ngủ say sưa rồi đấy. Mắc tiểu quá cái. À. Tôi đang ở nhà con ba mà tôi tưởng đâu ở nhà thằng hai. Thôi chết rồi. Đó, tôi buồn ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở, tôi đi ra tôi quẹo qua tay phải tưởng tôi đâu cái toilet. À. Tôi đứng tôi làm một cái ăn hồi cái tôi mới sực nhớ chết cha rồi. Quẹo tay phải là cái bếp của nhà con ba. Trời ơi, tôi chết. Làm tôi phải lao gần chết tôi cho tới sáng mà sạch sẽ đó. Cái thằng rể nó kỹ đó. Thằng rể nó kỹ đó. Trời ơi, chết tôi thấy khổ không? Trời không được, tôi thấy không được. Ông anh nè, tôi nói ông anh nghe, bây giờ ở đây đó con cái nó bận rộn dữ lắm rồi. Nhiều khi mình già cả mình không hợp. Không ấy mình vô nhà già mình ở chứ có gì đâu. Đó đó đó. Nhưng mà tôi mới vừa nói ra một cái 6 đứa nó nhào vô nó cằn nhằn tôi à. Nói trời ơi bye bye. Bà có 6 đứa con, bà vô nhà dĩ nhiên là bà ở như vậy rồi bà con lối xóm người ngoài nhìn vô nói tụi con làm sao. Đó chị coi, nó nói vậy đó. Chị nói, có tức không? Nói cái gì tôi nói nghe, ông mà đi lang thang từ nhà này sang nhà khác người ngoài còn nói hơn đó, người ngoài còn cười hơn đó. Trời tôi nói ông nghe nghe, để tôi nói ông nghe. Bây giờ thí dụ như ông đang ở nhà một đứa con có tầng trệt, 2 tháng sau ông đổi sang nhà đứa con có lầu, cái nửa đêm ông mộng du ông bước từ ông tưởng tầng trệt ông bước nhào xuống một cái lộn cầu thang ông chết, ông theo ông bà ông dạy. Trời ơi chị ơi, miệng lưỡi chị nói gì xui xẻo quá. Xui xẻo gì cho nó vô. Ủa? Nhà vậy. Ủa nói gì nói vậy, chị cũng ở Dị Dương Lão hả? Chưa, tôi chưa có ở, tôi có nhà riêng. Ủa, có nhà này, riêng. Ông nhà mất giờ tôi ở nhà riêng. Nhưng mà nay mai thể mình yếu đuối quá mà con cái nó bận rộn quá thì mình đi vô nhà Dị Dương Lão mình ở khỏe. Tôi nói ông nghe Dị Dương Lão trời nó vui lắm, ông ơi vô đó toàn đồng trang lứa với mình không hà. Trang lứa của chị là bao nhiêu tuổi? Cả 70-80 tuổi gì đó. Trời đất ơi. Mà vui lắm nghe ông, trời ơi tôi mỗi lần tôi vô Dị Dương Lão trời ơi chấn động luôn nhá, tôi quậy rần rần ở trống gì đó. Trời đất ơi. 3-4 ông già đó tao nói ghen tức gì tôi gì đó. Trời ơi. Mà tới giờ nghe cũng chưa có ai lọt vào con tim của tôi hết trơn. Trời ơi thôi chị ơi. Mấy cái mạch máu trong tim chị bị nghẹt hết rồi, ai lọt vô nổi chị. Đừng nói xui trời ơi. Dạ mời bác Monica Nguyễn ạ. Rồi Monica vô liền. Thôi tôi vô nghe mạch ở đây nghe. Rồi tôi vô. Nhiều khi sống vô tư như bà này nhưng mà vui vậy. Chào bác Monica. Dạ chào bác sĩ Michael, sao dạo này bác sĩ thấy hồng hào quá. Cảm ơn bác Monica rất nhiều, hôm nay mình đến coi kết quả phải không ạ? Dạ dạ, kết quả tốt lắm phải không bác sĩ, tôi biết mà tôi mạnh khù khù vậy. Dạ, dạ. Thì cũng có chút đỉnh, thì thử máu vừa rồi cái kết quả thấy là mình có hơi cao cholesterol một chút. Là cao mỡ trong máu đó, nó hơi cao một chút xíu. Dạ. Rồi cái áp suất nó cũng hơi cao một chút. Rồi bị thêm osteoporosis nữa. Cái gì bị Apollo là gì bác sĩ? Sì dạ. Phi thuyền là gì? Dạ đó là rỗng xương. Đó là bệnh của người lớn tuổi, thì mình lớn tuổi thì thường người ta hay bị rỗng xương một chút. Ủa vậy hả? Thì bây giờ thì mình phải diet với exercise. Mình ăn uống kiên cường với tập thể dục. Trời bác sĩ ơi, tôi diet dữ lắm mà tôi exercise, tôi chạy bộ một sáng 45 phút. Ăn đậu hũ uống nước lạnh không sao cũng bệnh dữ bác sĩ. Vậy là mình phải uống thuốc rồi. Tập thể dục, exercise hết rồi, bây giờ cái next step là mình phải uống thuốc. Uống thuốc thì mình mới bớt đi những cái complication, những cái biến chứng dài hạn của những cái bệnh đó là hại tim, là
hại mát hại thận. Dạ dạ. Thì đúng. Thì giúp tôi làm sao cho tôi sống chừng thêm 40 năm nữa cho chẳng 100 nha bác sĩ. Chắc chắn là uống thuốc là sống đến 101 tuổi lận. Ừ, không dạ. Phải 100. Dạ, dạ dạ cảm ơn bác sĩ. Trời. Ông. Ủa? Anh. Ủa chị. Sao vô khám mà đi đâu đây? Ra tôi buồn quá. Thôi bữa nào, bữa khác, bữa khác nó khám sao? Bậy bậy bậy, mình lớn tuổi rồi ngang mình phải khám. Chứ khám nhiều khi nó lòi ra đủ thứ bệnh hết á. Ủa, vậy kết quả của chị sao rồi? Xong rồi, xong rồi. Clear không, clear không? Nó nằm ngay sau kỳ này khám, tao nói nó lòi tùm lum hết trơn. Trời đất ơi, nó lòi ra gì nữa vậy? Lòi mỡ trong máu, rồi máu cao, rồi cái gì Apollo, rỗng xương gì đó. Trời đất ơi, chị kỹ lắm mà sao nó lòi dữ vậy? Bởi vậy mới nói. Rồi bác sĩ có nói gì không? Có sao không? Đâu có sao, anh làm gì căng thẳng như vậy? Mình có bệnh thì mình trị chứ sao? Bác sĩ nói nếu mà uống thuốc đều đặn, tôi sống tới 101 tuổi lận á. Lo gì? Mà chị sống vui, vô tư đỡ quá ha. Sống là phải vui, vui là phải sống đó. Tôi phải ráng tập giống như bà chị mới được. Gì dạ. Đó, ngồi đi, ngồi đi. Đâu có chỗ nào đâu mà ngồi. Thì kiếm vòng vòng chỗ đó, có chỗ nào mà láng láng bóng bóng thì cứ ngồi đại đi. Sao vậy? Sao chưa chịu ngồi nữa? Dạ, bị thấy có chỗ láng láng bóng lắm rồi nhưng mà không dám ngồi. Đâu chỗ nào đó? Chỗ nào bóng bóng láng láng không? Dạ, ngay đây nè. Đó. Thôi nha, vô duyên. Dạ. Cảnh cáo cô nha, đừng có đụng tới cái niềm đau của tôi à. Đi đây làm gì đây? Dạ, tại vì đọc trên đây nè, có mẫu quảng cáo này nè 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 chú. Ôi trời ơi, đúng rồi, tại sao nãy giờ không nói sớm? Tại vì trời ơi, nói trời ơi, ngồi 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 ngồi. Trời ơi, tôi đợi cô từ sáng tới bây giờ đó. Đây, mời cô ngồi. Dạ. Mời ngồi, láng chưa? Dạ láng hơn cái đầu của ông rồi. Ông ơi, nhưng mà tôi thấy là cái này sao nó không có giống văn phòng làm việc, nó giống như cái nhà riêng vậy. À, đúng, đúng, đúng rồi, nhà riêng. Single house. Dạ. À, nhà của tôi đó hả, cô biết á, đặc biệt hơn những nhà khác là nhà tôi có 4 cái phòng tắm mà 1 cái phòng ngủ à. Hả? Ồ, không, một cái phòng tắm mà tới 4 cái phòng ngủ lận. Có nghĩa là ngủ nhiều mà tắm ít. À đúng rồi. Hàng chi nãy giờ khó chịu cái mũi quá. Cô cũng vui quá ha. Có cô mai ghê á, tôi sẽ biến căn nhà này thành một bãi chiến trường đẫm máu. Ông ơi, bộ ông coi phim Tàu nhiều lắm sao mà ông nói chuyện giống như phim vậy? Cái gì biến thành chiến trường? Bộ tính giết ai hả? Đúng, tôi sẽ giết một con mẹ già, vừa mập, vừa lùn, vừa xấu xí, vừa tham ăn, mà lại vừa dơ nữa chứ. Thôi ông ơi, trời đất ơi, nhưng mà ông tính lấy gì ông giết người ta? Bằng cô, tôi sẽ dùng cô làm vũ khí. Ha, đứng đây nè. Để tôi coi thử. Cái gì vậy? Tướng của cô to rồi. Tướng của cô sẽ là một con dao. Hả? Không, con dao không đúng. Để coi kỹ lại coi. Mặt của cô nhìn có thể giống cái búa hơn. Có rồi, một cái lựu đạn. Cái gì? Lựu đạn, mặt cô là mặt lựu đạn. Tôi sẽ cho nổ banh xác con mụ già đó ra. Tôi thử nhiều cách lắm rồi, không có cách nào có thể diệt được con mụ này hết trơn á. Do đó tôi quyết định sẽ dùng nhan sắc của cô để mà làm vũ khí. Thôi ông ơi, ông nói chuyện gì đâu tôi chẳng hiểu gì hết trơn à. Tôi tới đây là để tôi xin việc làm. Thì đúng rồi, việc làm. Nè, để tôi kể cho cô nghe nha. Một việc làm rất là nhẹ nhàng ha. Lương cao ha. Không cần kinh nghiệm ha. Mà lại sung sướng nữa. Tiêu chuẩn của tôi cũng bình thường thôi. Có nghĩa là tôi ưu tiên cho các em từ 18 cho tới 25. Không phân biệt trình độ tôn giáo, chủng tộc hay là ngôn ngữ gì hết. Mà đặc biệt nhất á là chưa có đẻ lứa nào. Tôi xin lỗi ông, tôi làm chuyện này không được. Bởi vì thời buổi bây giờ mà tìm một việc nhẹ nhàng, không kinh nghiệm, có nhiều tiền mà gặp sung sướng á. Trời ơi, nhào vô cái nghề đó là đẻ liền luôn mà. Tôi lại không có gì. Dạ không, đừng. Không phải, cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Nè, ngồi đi, để tôi nói cho cô nghe. Được ông. Chiều nay ha. Dạ, ông. Trời ơi, cô đừng có lo, cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Cái gì vậy? Đừng. Không có, nhốt tôi với cô 10 năm không có chuyện gì xảy ra đâu. Ủa sao vậy? Thì... Yếu lắm rồi. Nhìn là biết gì. Càng nhắc tôi càng nhớ tôi, căm tức con mụ vợ của tôi. Tôi hỏi cô, bà hành hạ tôi mấy chục năm nay nè, bà hút tận xương tủy của tôi đó. Đây nè, số là như vậy.
chiều nay đó là tôi sang nhà mụ vợ của tôi để mà ký giấy tờ sau khi ly dị. Ly dị? Ờ, à, ly dị. Mà xưa nay đó, con mẹ đó đó chê tôi nè, đầu hói nè, bụng bự nè, mà còn xấu xí nữa. Bà chê đúng á. Đúng đúng cái gì? Con nhìn chung tôi nè, con thấy không? Nhìn coi kỹ coi, là một người thanh nhã nè, lịch sự và giàu có nữa. Nhưng mà tôi nói thiệt với cô nha, bởi vì mấy cái bà vợ đó, mẹ không bao giờ thấy được cái đức tính tốt của ông chồng hết á, mà chỉ có mấy con đào nhí nó thấy thôi. Dạ đúng rồi, đào nhí thấy cái chữ tiền của mẹ ông nó rõ lắm á. Nhưng mà tôi không cần mấy người đó, tôi cần cô. Cần tôi chi? Do đó tôi sẽ trả cô 500 đô la. 500 đô la một tháng? Không, một ngày thôi. Nhưng 500 đô một ngày? Đúng rồi, một ngày. Nhưng mà cô phải thỏa mãn cho tôi. Ê, đừng vậy. Tại bà, mới hồi nãy ông vừa mới nói là ông xí lắc béo rồi, giờ thì cái gì nói chuyện gì thế vậy? Không phải, trời ơi, cô hiểu lầm ý của tôi nữa rồi. Có nghĩa rằng là cô qua bên kia ha, cô đóng giùm tôi một cái người vợ hờ, một con đào nhí thôi. Rồi. Ờ đó, rồi cô diễn tả làm sao cho cô mụ vợ của tôi đó nó phải tiếc lên được, nó phải thật là tiếc là nó mất một người chồng đẹp đẽ, một người chồng lịch sự, hào hoa phong nhã như tôi vậy nè. Nhưng mà cái gì vậy? Sợ quá. Sợ gì? Chết sao? Rồi chơi sọp 550 đó. 550 hả? Em vẫn còn sợ. Rồi bây giờ 1.500 đó, chơi không? Chơi. Cái này quá sợ rồi. Có chừng bị hố rồi. Nhưng mà bây giờ như vậy. Nhưng mà không ông ơi. Trước tiên á thì cái điều quan trọng nhất là ông phải mua bảo hiểm cho tôi đã. Sao có vô bảo hiểm nữa? Trời ơi, biết đâu bà vợ của ông bà giữ lên á, rồi bà làm tùm lum tà la làm sao? Bà đâu có làm cái gì em đâu. Trời ơi, chẳng hạn bà ghen lên cái bà cào mặt em. Nếu mà cào mặt thì 500. Rồi bà xé áo em. 1.000. 2.500. Trời ơi, em không một mảnh vải nào che thêm. Trời ơi, vậy thì tốn quá, 10.000 cắt giá. Rồi chơi luôn. Trời ơi, biết cách làm tiền quá ha. Sao không? Bây giờ vậy. Rồi. Bây giờ mà khi qua bên kia đó nha. Rồi. Thì cô phải diễn tả làm sao? Cô phải diễn tả ra cái dáng vẻ của tôi, diễn tả cho cô mụ ấy thấy được rằng tôi là một người như thế nào. Cái gì? Phải khen ông hả? Hả? À, phải khen cho tôi đó. Nhưng mà ông vậy không biết khen chỗ nào chứ. Trời đất ơi. Cô nhìn tôi về mà cô không biết chỗ nào khen hả? Tôi coi nè. Cái dáng vẻ bề ngoài của tôi rất là lịch sự. Tôi nói thiệt với cô á, tôi hãnh diện là tôi có cái dáng vẻ bề ngoài như vậy, ai nhìn cũng phải bắt mắt hết á, nhất là mái tóc của tôi nè. Nó hơi thiếu một chút, nhưng mà cô cứ diễn tả nó giống như một đám rừng. Đúng, rừng bị cháy. Thôi được rồi, không phải rừng thì cô có thể diễn tả nó giống như là một mảng nhung đen êm đềm vậy đó. Một mảng nhung đen êm đềm. Gì vậy? Nhưng mà thôi để tôi sẽ thử. Nhưng mà ông ơi, Nè, kể từ phút này cấm kêu bằng ông, mà phải dùng 2 tiếng anh yêu. Gì? Anh yêu. Anh yêu. Thử coi, anh yêu. Nói tiếng anh yêu nó khó nói quá, nó mỏi miệng quá. Hay là lên chút đỉnh lên được không? Thôi được rồi, đừng có tham. Trời đất ơi, tôi bỏ con 100 đồng bạc ra đó nha. Tôi nói thiệt với cô qua, có nhiều người chơi còn tới bến hơn á. Huống hồ chỉ 2 chữ anh yêu. Nhưng thấy cô thật thà lịch sự, bớt chút đỉnh đi. Dạo này stock xuống quá, chịu không? Thì bớt chút đi. Thì biết rồi thì làm ăn buôn bán phải có điều qua. Rồi. Làm gì nóng dữ vậy? Rồi bây giờ muốn em làm gì đây? Thử lại, bắt đầu vô lại coi. Bắt đầu khen đó phải không? Khen lại cái coi. Coi như là cắn răng khen đó. Chứ không, từ, không cần phải cắn răng. Dạ. Cứ thông thả mà khen, rồi dạ. Bắt đầu vô cái coi. Anh yêu. Một lần nữa đi, thật là mềm mỏng nữa. Anh yêu. Trời ơi, đã quá. Từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ tôi nghe được 2 tiếng anh yêu từ bồ môi mọng đỏ của một người đẹp. Dạ bên đây nè. Tôi nói thiệt với cô nha, con vợ của tôi đó, khi buồn nó kêu tôi bằng ông, mà khi vui nó kêu tôi bằng thằng. Anh yêu. Tiếp còn gì nữa không? Dạ. Tiếp tục đi. Anh yêu. Anh có một mái tóc hết sức là tuyệt vời. Nó đen. Đen như cái gì em? Như là cái quần sa ten vậy đó. Nó bóc như mà là bụng một con vịt qua vậy đó. Còn nó mềm như là một cục cơm nấu cháo. Trời ơi, dùng chữ nó sang trọng chút nào hết á. Cục nghe mất vệ sinh lắm, dùng chữ khác đi. Chữ khác không? Chữ khác. Anh yêu. Anh yêu. Mái tóc của anh á, nó đen như một ly cà phê đen. Ly cà phê đen, đen lắm à. Bóng như là kiến xe mà lao 10 lần một ngày vậy. Được. Và nó mềm như là... Như là cái gì? Như là cái gì em? Như là cái gì? Như là bánh tráng nhúng nước. Đúng đó, anh thích bánh tráng nhúng nước đó. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lời nói thôi. Rồi. Bây giờ
anh cần hành động. Hành động? À, trời ơi. Có nghĩa là khi mà em qua cái nhà mụ vợ của anh thì em phải nhẹ nhàng dùng cái bàn tay này choàng qua cái vòng eo nhỏ bé của anh. Lúc đó mắt trong mắt, tay trong tay, má kề má, mông kề mông, hai thân thể mình sẽ quyện vào nhau như vậy nè. Lúc đó anh sẽ dìu em qua tiếng nhạc du dương, chúng ta sẽ về miền Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có tiếng sáo diều và tiếng nhạc du dương của miền Âm Cảnh. Bây giờ về Dương Thế đi, hơi xa đó. Ủa xa lắm hả? Xa đi, về Dương Thế. Về trở lại nha. Thì nói tóm lại đó là bây giờ cô phải làm sao? Cô phải khen tôi cho con mụ ấy điên lên vì hối hận. Nãy giờ tôi ôm ông, tôi cũng muốn hối hận đây nè. Nói đi. Nói tiếp, cứ tiếp tục nói. Rồi, sao bắt đầu? Rồi. Đề nghị lần sau muốn tôi nhớ ăn mỗi ngày lần nha. Tôi đang chuẩn bị đấy. Rồi. Anh yêu, cái body của anh quá là tuyệt vời. Bắt buộc. Lưng anh kiểu cứng như là một hòn đá vậy. Vậy sao? Bụng anh là thon dài như một hòn thuốc trụ sinh gì đó. Còn vai anh trời ơi nó đô đô như là một hòn non bộ. Thôi, trời đất ơi, thiếu gì chứ không dùng chữ hòn. Dùng cái chữ đó nghe ghê quá, dùng chữ khác thôi. Chữ hòn chính xác chứ ông lắm chứ, chữ khác. Không, dùng chữ khác đi, trời hòn vậy nó hơi nói bậy nghe thấy ghê lắm. À dạ. Rồi. Anh yêu. Trời ơi anh trời. Quá là đẹp trai. Bắt buộc. Anh quá là khỏe mạnh. Rất là đúng. Anh khỏe mạnh như là... Như là cái gì? Là... Như là cái gì? Đúng, anh khỏe mạnh như một con bò 18 tuổi. Thôi đi mẹ. Bò 18 là bò già rồi mẹ. 19 tuổi nó chết rồi. Ủa vậy sao? Trời ơi dùng con khác, kiếm con khác đi. Thiếu gì con? Con mèo hay là con gấu hay là con... Thì con gì cũng được hết đó. Miễn đừng có con người. Trời, con người yếu lắm. Con người yếu lắm, dùng con khác. Anh yêu. Trời đất ơi. Anh đẹp như là tất cả mọi con vật cộng lại. Được ạ. Nhưng mà không phải là con người. Em sai xưa như là em vừa chơi 6 lon bia cùng một lúc. Và anh làm cho em mệt mỏi giống như là vừa mới đi làm full time. Lao vào nhà hàng rửa chén tiếp tục. Hay. Trời ơi nhưng mà em cần phải bơm vài câu tột đỉnh nữa. Bơm thôi. Anh yêu. Lên nữa. Anh yêu. Đó được đó. Anh đẹp trai như là một con chó Bắc Kinh vậy đó. Trời ơi anh thích chó lắm. Anh trẻ trung như một con chihuahua. Và anh ngây thơ như là một con chó bẹt. Trời ơi. Thật là tuyệt diệu. Trời ơi thật là tuyệt diệu. Trời. Cô so sánh với tôi toàn là những loài chó đắt tiền không à. Đúng rồi. Chuyến này con mẹ đó sẽ hối hận vì đã bỏ qua một loài chó quý. Đi em. Đi con chó đắt tiền đi. Trời đi em. Không. Bây giờ mình đi em ơi. Nhờ tập thể dục vậy nè mà cái body nó mới săn chắc được như vậy. Chứ mà giờ thằng biến tập thể dục lắm. Thiếm cũng siêng tập thể dục ha. Hình như cũng siêng ăn, siêng nhai. Khó hoài. Này chứ Thiếm tập thường xuyên quá cho nên thịt thà nó gom lại chỗ nào. Thiếm, đây là cái... Công ty. Dạ. Đây là công ty của tôi. Tôi vừa là giám đốc. Yeah. Kim luôn thủ quỹ. Yeah. Và là cô thư ký xinh đẹp nữa. Vậy là bây giờ Thiếm muốn cô tới để chắc làm phụ việc cho Thiếm làm trợ lý phải không? Không, tôi sẽ cho anh một cái chức vụ cao hơn nhiều. Thôi để vậy nè. Yeah. Tôi nói cái chuyện cho rõ ràng ra. Yeah. Để cho cậu nắm bắt vấn đề để cậu làm việc cho nó dễ. Yeah, nha. Yeah. Chẳng là vậy. Yeah. Chiều nay chồng tôi sẽ tới đây. Yeah. Để vợ chồng tôi ký giấy tờ để ly dị. Trời ơi. Nói tôi nói cậu nghe, tôi chưa từng thấy một cái người đàn ông nào mà giống như thằng cha này cả chớn vậy đó. Yeah. Tôi hỏi cậu á, mình là con người có đầu óc, làm cái việc gì cũng phải tính toán. Yeah. Xài á cũng phải tằn tiện chắc chiêu. Yeah. Tôi đi shopping á, ngày đi ngày nghỉ, mà chả có quan tôi, ngày nào bà cũng đi shopping. Đúng không? Nó nói gì nó quan tôi, đúng không? À, đó là chưa kể cái chuyện nhà cửa, tôi là người sắp xếp trong nhà, tôi là người biết chứ, mình sao không biết được. Yeah. Chẳng hạn như chén bát, ha. Ăn uống rồi, tôi để qua đó, một tháng tôi rửa một lần.
Cá đó tôi làm biến, đâu phải làm biến được. Mỗi ngày mỗi rửa như vậy đó, rồi chén bát mà rửa hoài mỗi ngày như vậy đó, vừa nó hao mòn nè, mà tốn nước, tốn xà bông nữa, đúng không? Đúng không? Đúng phải không? Đúng phải không? À, hả? Còn cái này nữa, thân thể của tôi, tôi phải biết chứ. Làm sao ông biết bằng tôi? Một tuần á, tôi tắm lần thôi. Ông nói tôi chứ, bà ở dơ quá, mỗi tuần bà, mỗi ngày bà phải tắm một lần chứ đâu đợi tới một tuần. Tôi hỏi cậu, tắm hoài da nó mòn hết rồi nó mỏng như vậy á thì nó rất là dễ lạnh, mà nó lạnh như vậy á thì mình tắm hoài nó lạnh thì nó sẽ bệnh, bệnh thì mình sẽ tốn tiền bác sĩ nè, tốn tiền thuốc nữa, đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ không. 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 Tới đây con xin việc làm, con thấy nó ngộ ngộ quá thôi. Thôi cô đi chỗ khác. Khoan. Dạ. Tôi chưa nói hết gì mà. Dạ. Tại sao làm gì gấp gáp để tôi nói hết cho nghe đã. Dạ. Rồi cậu mới biết được là tôi cần cậu cái gì. Dạ. Vì như vậy mà tôi mới lì dị. Thành ra khi chiều nay ổng tới đây, tôi mướn cậu ở đây chỉ để đứng cạnh bên tôi thôi. À, có nghĩa là nói tóm gọn lại đó. Mà chiều nay á, hai người lì dị với nhau. Chậm tôi qua đây. Dạ, cái thím mướn con đứng bên cạnh thím bảo vệ thím. Bảo vệ? Cậu dòm tướng tôi vậy cần bảo vệ ha. Dạ. Cậu thanh niên mà tôi giọng cái cũng chết đấy, làm gì cậu. Mày là bảo vệ mà là tôi cần một cái người trẻ, đẹp trai đứng kế bên tôi để cho chồng tôi tức điên lên. Dạ. Tức là tôi cần cái gì cậu biết không? Cái gì? Tôi cần một anh khép nhí đó. Nghĩa là sao thím? Tức là tôi cần một anh thanh niên trẻ, đẹp trai với anh đứng kế bên làm khép nhí cho chồng tôi nó tức thôi. Cái gì? Có nghĩa là thím muốn con làm khép nhí của thím? Hả? Thôi con xin phép vậy. Ê, đi, nóng nảy gì vậy? Trời ơi, thanh niên trẻ đẹp trai mặt mày nhẵn nhụi, đừng có nóng giận như vậy, mau nhăn mau già lắm. Không được thím, con sắp sửa thấy vợ rồi. Với lại con không muốn chết sớm đâu, trời ơi, lỡ ông lão bắn con chết, con xin phép con vậy. Ông làm gì có súng mà bắn? Dạ. Mà có súng đạn đồng bắn. Dạ. Đừng lo, con nhận đi, con trả cậu 1000 đồng đó, nhận đi, nghe cái chuyện dễ dàng, nghe. Mướn 1000 đồng, đứng kế bên thôi. Đứng kế bên thôi, đâu có làm gì đâu. Không làm gì hết. Để chọc tức trả thôi, Thôi cũng xin phép về. Ê, nè. Ghê quá, thím ơi, thiệt cái nghề này. Tiền thì cũng vẫn nhiều thiệt, nhưng mà có sợ quá thím. Làm gì đâu mà sợ, trời ơi, chỉ đứng kế bên làm kép thôi. Thôi bây giờ vậy, khó khăn quá. Thêm 500 đó, 1500, chịu không? Làm đại đi, dẫn đi mà. 1000. 1500. Thôi cũng sợ quá, không đi về nữa. Trời ơi, gì vậy? 2000. Tôi thấy cậu đó là tướng tá rồi, dây u thịt bắp, mặt mũi sáng sủa lịch sự, tôi mới chịu trả giá đó cho tôi, người khác tôi không có chịu đâu. Nhưng mà... giờ 2000, sở dĩ tôi chịu trả cho cậu giá cao như vậy, tại tôi biết công chuyện này không phải là thường xuyên. Thôi, thím ơi, 2000 đồng bạc nhiều thiệt á, nhưng mà cái chuyện này dễ chết người, độc hại lắm thím ơi, thôi, ghê quá. Làm gì mà độc hại? Dạ. Đâu có đụng gì tới thú vật hay hóa chất gì đâu mà độc hại, không có gì đâu, nhận đi. Chị đứng kế bên thôi hả thím? Đứng kế bên thôi, nha. 2000. 2000. Thiệt không? Thiệt. Rồi, cứ lấy đi, đưa đi. Đưa gì? Hả? Đưa gì? Tiền. Tiền hả? Con nói thím nghe là con tiền bạc, con cũng cần tiền thiệt. Nhưng mà con không, tại con thấy thím cũng tội nghiệp. Nên thôi con sẵn sàng con giúp thím. Nhưng bây giờ thím đưa trước con đi. Mà tiền, đồng tiền trước, đồng tiền khôn mà thím. Đưa trước thì được rồi, nhưng mà cậu cũng phải ứng cho tôi vài hành động đó chứ. Vậy thím nói sao vậy? Thím chỉ muốn là đứng kế bên thôi mà hành động gì? Thì ít nhất cậu cũng phải nói với tôi, cho nói cho tôi nghe. Để một lát hồi cậu nói trước mặt ổng đó. Bây giờ mình tập ha, mình nói sao đó cho ông nghe mà ông tức thực tức. Tức là cậu phải dùng những cái lời thật là êm ái dịu dàng để cậu nói với tôi. Để mà những cái điều mà từ hồi tôi lấy thằng cha tới bây giờ chắc không bao giờ kêu tôi nữa. Tức là cái tiếng em yêu của anh. Lâu lắm rồi tôi chưa từng nghe câu đó. Thành ra đó, cậu phải nói với tôi em yêu của anh. Hả? Em xinh đẹp như một con chim cu. Em long lanh như những hạt sương. Và cánh tay bút măng của em mềm mại như những sợi mì spaghetti vậy đó. Sợ bây giờ thím, chồng bỏ là phải rồi. Mình cái gì cũng đừng có xạo. Nói vừa cái gì có thì nói, không có thì thôi. Nó thích nghe. Bây giờ thấy tiếng. Bây giờ con thấy thiếu tội nghiệp quá thì con mới giúp nha. Bây giờ chứ không phải là ứng liền, con có 2 tiền con giúp nha. Ứng liền đây. Đây rồi, 50% đó rồi. Ứng lấy tiền thì lấy tiền, nhưng mà không có gì mà xạo quá đó. Có gì nói cái đó, đúng không? Có xạo nữa thiếu, đúng rồi. Tôi có không? Gì tôi có rồi, cái gì rồi. Bây giờ nè, sẵn sàng chưa? Bây giờ sẵn sàng. Ê làm gì vậy? Ê bụng quánh tôi hả? Làm gì sẵn tay sẵn chân như vậy? Chứ biểu hành động. Trời ơi, hành động mà sẵn tay sẵn chân vậy nè là cũng như người không có đầu óc.
còn mình là người trí thức, mình phải sử dụng cái đầu óc của mình. Hiểu rồi. Bây giờ bắt đầu nha Thím. Rồi. Có sao nói vậy nha, không có quá lố nha Thím. Rồi. Bây giờ tôi có cái gì hay, có cái gì đẹp, cậu nhìn đi, cậu đánh giá, rồi cậu nói cho tôi nghe. Khỏi nói nữa. Nãy giờ vô. Và Thím nói tôi mới chú ý tới cái. Thôi. Dạ. Tiền bỏ túi rồi mà Thím hoài. Chứ đừng kêu bằng Thím nữa. Em yêu dấu nghe. Em yêu dấu. Rồi, bây giờ con nói thiệt với em. Rồi. Anh nói thiệt với em. Nãy giờ anh mới phát hiện ra con người của em có một nét đẹp chỉ một mình anh thấy thôi. Chỗ nào? Để anh coi. Chỗ nào? Tiềm mẫn bên trong đó. Cái dòng eo nha. Lớn quá phải không? Không ai mà. Cái dòng eo gì mà lớn hả? Thím biết nữ minh tinh Thẩm Thứ Hàng hồi xưa không? Biết, đẹp lắm. Đó, rất đẹp phải không? Nữ minh tinh Thẩm Thứ Hàng hồi xưa cũng có dòng eo mà người ta gọi là, bây giờ Thím cũng giống vậy đó. Người ta gọi là có dòng eo đậu phộng. Eo đậu phộng là eo sao? Có, nói không có thôi nha, nói thiệt tình đó nha. Dòng eo đậu phộng là cái dòng eo mà ở trên nó phình vậy nè. Phình ra vậy? Cái dưới nó cũng phình vậy. Thắt vô như thắt cổ rồi đó. Thắt như thắt cổ vậy đó. Dòng eo vậy đó. À vậy hả? Cái nước Việt Nam của mình nha. Có ba người có dòng eo vậy thôi. Thứ nhất là nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Đúng, quá đúng. Thứ hai. Ai? Nữ ca sĩ cải lương Ngọc Dào. Không cái gì đâu. Lúc 3 tuổi. Còn người thứ ba. Dòng eo nhỏ vậy nè. Người thứ ba là ai? Người thứ ba là em. Hả? Là em á hả? Chỉ một mình đã thấy, không có nói xạo, có sao nói vậy? Thế vậy đó. Trời ơi. Con nè. Xin lỗi. Gì nữa? Còn nữa. Gì nữa? Nhìn kỹ dưới dòng eo đi. Dưới hãy nhìn eo. Kỹ dưới dòng eo đi. Bậy nè, kỳ quá. Nó đụng nó giỡn vậy đi nè. Kỳ á. Dưới dòng eo là cái chân á. Dưới dòng eo là hai cái chân. Em biết không? Em biết cái gì vậy thật đó. Khổ quá. Đây nè. Thở gì? Nè, biết Linda Trăng Đài không? Biết. Ôi, đẹp lắm á. Cái chân của Linda Trăng Đài đẹp mà thẳng mà nó dài, nó cao vậy nè. Mà được mệnh danh là Linda chân dài. Trời đất ơi. Chân cô nó dài á, đẹp lắm. Còn cái chân của em. Ngắn chân... quá hả? Không, chân ngắn. Không phải ngắn. Không phải ngắn hả? Nó không được, có được dài thôi. Không, Linda chân dài mà gặp Linda chân ngắn là đi ngủ đi. Cái chân của em quá là tuyệt vời. Vậy hả? Ngồi xuống. Ngồi xuống hả? Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đó. Để lên. Trời ơi, cẳng cục có xích lại chút xíu đi. Ôi, ngắn thiệt. Để coi, coi kỹ nha. Sao vậy? Cái gì vậy? Mấy tháng là chưa đi làm móng chân vậy? Cứ gây gỗ giọng tối ngày đó, nó lộn lạo cho tới ly dị nè, đâu có để ý tới cái chân nữa. Thấy chưa? Bởi vậy, mấy cái người có chồng, có con rồi đó, là không bao giờ để ý. Cô vậy chứ quan trọng lắm. Vậy hả? Bây giờ tưởng tượng coi, bây giờ ông đang mang mê em, thấy không? Ông đang mang mê em tới cái chân em, nhìn cái chân đen thù lùi, còn phê đâu. Đúng rồi. Mỗi lần mà ông ôm, ông âu yếm, ông hung tôi, cái ông dòm xuống cái chân. Cái ông nói, thôi bà đi ngủ đi. Coi lại đi. Đó, thấy chưa? Trời ơi, cái ngón chân cái gì mà đặc biệt lắm, có ngón chân này nha. Vậy hả? Ngón chân quá nhỏ. Nhiều người có chân thè le vậy nè. Ngón chân của em nha, quá nhỏ. Nhỏ như là ngón chân con rùa. Tốt sống. Trời ơi, cái gì mặt tướng là sướng lắm á. Hay còn ngón chân nữa. Trời ơi, cái ngón chân nè, nó long lanh như là hạt kim cương. Trời ơi, nó trắng như là cái củ hành vậy đó. Mà nó tròn như là cái bánh hamburger. Đã quá. Đã lắm rồi. Đã lắm rồi. Chưa từng ai nói với tôi những cái lời ngọt ngào như vậy. Cầm, tiền tiếp. Cất đi, tôi tiếp. Nói nữa. Nói nữa đi. Nói những lời ngọt ngào đi. Không, nói thật thôi đó, chứ không phải đâu. Sướng quá. Okay. Thấy chưa? Chuyện gì? Cái môi của em nữa. Môi sao? Cái người nào mà có môi đẹp người ta gọi là môi trái tim. Môi trái tim đối với em rất bình thường. Của em phải trái tim. Trái gì? Trái xoài. Xoài tưởng. Trời ơi, xoài tưởng nó mỏng mà nó tròn nè, nó dày vậy nè. Dày hả? Bên Mỹ này mà kiếm cái môi vậy khó lắm đó nha. Đó, chỉ cần
quẹt ngang một cái thôi à. Hết nửa ký son liền à. Đó. Mà thằng nào mà xui xui mà đụng vô cái môi này một cái nha, chết ngắt liền tại chỗ. Đó sao vậy? Tôi tốt quá, tôi đâu có biết tôi có những cái điều đó đâu. Trời ơi, tôi sung sướng quá. Cầm nữa đi. Nữa hả? Tăng nữa, còn nữa. Còn gì nữa? Trời ơi, chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Cái gì? Có ai nhìn vô cái môi thiếu rồi? Có ai nhìn vô cái môi thiếu rồi nào chưa? Đúng rồi. À, nói mới nhớ. Ngày hôm qua đi shopping. Có thằng cam mỹ đen chắc cứ nhìn chăm chăm vô cái môi nè. Rồi, thấy trời chưa? Bây giờ mới biết đó. Thấy chưa? Mai nha Thím, mai nha em. Xin lỗi không phải Thím được. Mai là mới nhìn được cái môi thôi. Nó mà nhìn vô cặp mắt của em nó thôi nó chết liền tại chỗ. Mắt thôi sao? Cặp mắt của em nó sâu như là một cái vực thẳm vậy. Sâu như một cái vực thẳm chứa cái chục thằng con thanh niên trong trong đó đó. Đẹp xấu. Cái mắt sâu mà. Trời ơi. Coi nhìn coi. Thôi chết rồi. Sao? Cái mắt của em á nha. Trời ơi. Nó nhỏ như là lưỡi dao. Mà nó bén như là hạt kim cương. Mà nó lông lên nó ướt át như là cái dù mắt mưa buổi tối. Trời ơi. Gì nữa? Còn nữa. Nói nữa đi. Thôi đừng chớp. Mỗi lần em chớp thôi, anh cứ tưởng tượng như là mà hai cánh cửa sắt, một cánh cửa sắt của tù á. Nó khép lại một cái rầm một cái. Thanh niên trong đó. Đã chưa? Đã quá. Mà là thành thật mà nói đó nha, trông có láo rồi nha. Sung sướng quá. Sung sướng không? Còn gì nữa? Còn nữa phải không? Còn gì nữa không? 200 đi, 200 nữa. 200. Nè, cho luôn một cặp luôn. Cất cho tôi. Còn nữa. Gì nữa? Qua đây. Trời đất ơi. Gì? Cái mũi. Mũi. Đừng nhìn nghiêng á. Mũi. Trời đất ơi, cái mũi. Cái ai mà cái mũi gì mà nó cao quá chừng trời vậy? Mũi thiệt đó, không có sữa. Mũi thiệt đó. Trời đất, mai là thiệt đó nha. Cái mũi của em đó nha, nó cao giống như là một cánh buồm vậy đó. Biết phim Titanic không? Biết. Tàu Titanic á. Tàu Titanic. Cái mũi của em nó cao giống như là tàu Titanic mà lúc bị gãy. Bị gãy mà nó ngã xuống lượn trên sóng này. Trời đất ơi. Ngã xuống lượn trên sóng. Đẹp hả? Đẹp sống đẹp. Khó lắm. Còn nữa. Nói thiệt nha, không có láo nha. Không phải gì ti mà nói nha. Rồi. Gì? Hai cánh mũi. Mũi? Hai cái lỗ mũi của em. Trời đất ơi, có thể chứa được đạo quân kỵ mã trong đó. Tốt sống. Vì mặt tướng số người ta nói cái lỗ mũi đó là mà lỗ mũi bự là mũ lân ha. Có thể là tỷ phú, triệu phú nào cũng hay á. Trời ơi. Đã chưa? Trời ơi. Sung sướng quá. Sướng không? Sướng quá. Em còn gì đẹp hơn quá. Thêm nha. Gì nữa? Sao nha. Lỗ tai. Trời ơi, lỗ tai. Sao vậy? Tắm khó, bỏ mũi tắm thì có rái tai xíu đi. Rái đâu, sao mà nghĩ á. Đúng ba nghĩ gì, nhìn vô toàn là áng mây đen không à. Vậy hả? Có rái xíu nào không? Ok. Nhưng mà cũng được. Lỗ tai của em trời có dành tai nó mỏng như là vỏ khoai tây vậy đó. Tốt tướng gì mà tướng số tốt lắm, nó ép được sát ngay nè. Vậy hả? Như là miếng dán vậy đó. Vậy mà sao cha chồng già của tôi nó cứ chơi chê tôi, mỗi lần nó nằm kế bên nó hôn lên má tôi xong nó nói chứ. Tôi đi ngủ nha bà. Đó mà sao chơi được hả? Chị thấy lỗ tai kỳ quá. Trời ơi. Đã không? Quá đã. Đó đã. Còn nữa. Cho cậu luôn nè. Hả? Cầm đi. Thiệt không? Cầm đi. Cất đi. Tôi sung sướng quá rồi. Tôi chỉ mới nói chuyện với cậu có một chút xíu thôi mà cậu đã phát hiện những cái nét đẹp bí hiểm ở trong con người của tôi. Trong khi thằng chồng tôi nó ở với tôi gần 10 năm rồi mà nó không có thấy. Bây giờ sao? Tôi chịu hết nổi rồi. Gì? Tôi đã quá rồi. Hả? Gì đã? Sung sướng quá rồi. Gì vậy? Đi vô phòng với tôi. Vô phòng với Thím. Đi Thím. Kính lạ nó thọ thì không dám mà Thím. Đâu có gì đâu. Dạ. Tôi muốn cậu vô trọng đó. Cậu lựa bộ đồ trong tủ chồng tôi đó. Cái bộ đồ nào mà cậu thấy cậu vừa ý với lại xứng với tôi đó thì cậu thay đi. Để lát hồi chồng tôi qua tới giờ gặp cả. Đi. Thì sao vậy hả? Chứ phải cái kia. Tốn có hai ngàn mấy đồng bạc à. Mà tôi thỏa mãn tự ái với tôi. Rồi tôi còn lấy là được lòng tự tin của tôi nữa. Lát hồi thằng trai già nó qua đây, chính là kép dí tôi sẽ nói cho thằng chả biết những cái nét đẹp bí ẩn của tôi như thế nào mà cả có đuôi chả mà không thấy. Tốn tiền thiệt nhưng mà xứng đáng. Nói chừng té nè. Từ vô. Tôi xin giới thiệu với bà, đây là vợ sắp cưới của tôi.
con bẹt dê của em. Con chó học kinh của em. Con gì cũng được cái chân của em. Nè, có 2-3 ngày tôi không gặp ông à, mà ông trở thành con chó hồi nào vậy? Hả? Con của mẹ này, con mẹ nào đây? Đâu vậy? Làm cái gì dữ vậy? Đây nè, giấy tờ ly dị đây nè, ký đi, rồi tôi còn dẫn vợ tôi về. Làm gì vậy? Mẹ này qua đây đi chọc gan tôi đó phải không? Được, để coi tôi gan ông gan là ai lớn nha. Đây là kép nhí của tôi. Hả? Nè 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 nè. Con mẹ kia, giấy tờ ly dị thì chưa ký. Ha ha, mà bà ngon ha, bà kiếm thằng khác phải không? Được rồi. À, trời ơi, tưởng ai? Thằng này quen quá mà, quýnh bài trên Las Vegas lập hoài ha. Lính bảo vệ của phòng sòng bài Caesar Palace phải không? Nói đi. Rồi nha. Em thân yêu, em có cái eo giống như dùng eo đậu phộng. Môi của em là một môi không phải trái tim mà là trái xoài tượng. Ủa? Sao giọng ai mà quen quá vậy ta? Ủa? Giọng ai mà sao cũng quen quá vậy? Trời đất ơi! Trời đất! Anh! Em! Anh làm gì ở đây? Nè, cái gì vậy? Gì anh em? Cái này là vợ sắp cưới của tôi mà. Đây là kép nhí của tôi đó nha. Đây là kép nhí của tôi đó. Em làm gì đây vậy hả? Anh làm gì? Anh nói với tôi là anh đi làm mà. Tự nhiên anh đi cắt, sao bà lại kiếm tiền làm cái gì chứ? Không phải nha, không phải cặp nha. Tôi đi làm thêm. Làm thêm. Đúng rồi, làm thêm kiếm tiền để chi? Để đổi vô football, để đổi vô cờ bạc. Anh lấy chồng cờ bạc suốt ngày, không có lo gì vợ gia đình hết trơn à. Còn em nữa. Tôi sao? Em nói em đi làm, em sao tại sao đúng, kỳ vậy? Tôi phải đi làm thêm chứ, tại vì anh cung cấp tiền không đủ, tôi phải đi làm thêm chứ. Trời, tối ngày lo shopping về thì làm sao cung cấp tiền đủ? Cái chuyện đó là vậy chứ, còn hơn là anh không chịu lo gia đình chi nữa, tôi buồn. Tôi nói thiệt với anh là bắt đầu từ bây giờ tình nghĩa đâu ta cắt đứt ly dị. Đừng cắt em ơi. Ngon đây con em. Ném chua, ném chua, có ném là có liền à. Ném. Tự nhiên nó đâu ra thế này? Thì em mới vừa kêu em ăn tới liền cho em nè. Sao gọi hồi nào? Mới vừa kêu ném. Ôi trời ơi, không có. Ta không phải kêu ném này, ta kêu ném kia. Ném kia, ném gì? Thì cái ném đá dầm kìa. Thôi đi, không mua tôi ném. Tôi bán cái nghề này 15 năm mà chưa bao giờ nghe ném đá dầm nha, có ném này chua ngon lắm á. Thôi mệt quá không mua đâu, đang bực mình cái này đi dùm. Ném chua ngon lắm em ơi. Anh vừa tính lột đã trào nước ra. Ôi trời ơi, cái thằng này đâu ra mày ở đâu ra mà mày thơ phú gì nghe em nghe khủng khiếp thế. Đừng nghĩ bậy nha. Có nghĩa là anh mới cái nem nó chua tới mức độ mà mới vừa lột ra thôi một cái ha, thì nước miếng nước nòm nó chảy, nó thèm ngon lắm. Ăn rồi lại muốn ăn hai rồi bốn, ăn năm lại mười. Chồng ăn nhìn vợ thấy thèm, vợ ăn chồng khoái lèm nhèm suốt đêm. Nem chua này, ngon lắm đấy. Ủa thì đi chỗ khác giao cho tao, không mua đâu mà sao không thèm nem thiệt hả? Ừ thôi không thèm thì ngồi để ăn. Ơi không biết cái nem này là cái nem gì đó nha. Trời đất ơi, ăn không ăn nó uổng lắm đó em ơi. Cái nem gì mà nó có cái mùi gì mà nó chua là như xoài tượng nha. Ha. Trời ơi, còn cái hương vị của nó, cái hương vị nó ngọt như là sầu riêng vậy á. Còn thịt nữa. Cái thịt của nó, nó có cái hương thịt, nó ăn vô một cái thụt thịt gì đó. Trời đất ơi, anh thử miếng nha. Không ăn là có hối hận à. Trời đất ơi. Cái gì thế? Ngon quá. Vô duyên. Mặt cười nham nhở, răng thì thưa mà cứ nhe vào mặt, đi quay bên kia cười, đừng cười vào mặt tao, vô duyên. Gì dữ vậy? Trời,
Cái gì nữa? Trời ơi. Chuyện gì thế? Chuyện gì? Trời ơi. Sướng quá. Nhám nhở vô duyên, anh em mà vui với sướng cái gì tù lum tù la thôi này. Mày đừng có rên rỉ nha, tao nghe tao ngứa lỗ tai lắm. Hả? Ngứa tai hay ngứa cái gì? Ăn nem một chục tức thì ngứa thêm. Nè, ăn đi, anh nói mà ngon lắm mà, nem chua ngon lắm mà. Ngon không? Ngon. Thế ăn một chục cho được rồi, xong rồi mày mời mày đi chỗ khác cho. Một chục hay là hai chục? Một chục 10 đồng, hai chục 15 đồng. Rồi, đưa hai chục đây rồi đi chỗ khác chơi dù. Đó, thấy chưa? Đây. Đây. Đây, hai chục em. Tiền đây. Đây. Cảm ơn nha. Rồi đi. Chúc ăn ngon. Mày chỉ là con quạ thôi. Tao cho mày biết nha, mà không cần nghĩa là tivi, tele, vô tuyến, di động, email gì cả. Bà nhờ gió này chuyển mây chửi lời chửi tới mày bằng thơ nhá. Tao cho chúc cho cái đồ lừa đảo bất nhân sinh con đẻ cái toàn là quái thai, vào bệnh viện này chỉ nằm nhà xác, chích hồi sinh bằng SIV. Mày lừa đảo bà, mày còn chúc bà ăn ngon à, thì bà chúc mày nhá. Bà mà ăn đất này thì mày ăn phân. Ôi trời ơi, thằng Nem đâu rồi? Nó lừa đảo mình 15 đồng. 15 đồng mà vào tay bà mua vé số, bà trúng bạc tỷ, bà mua nhà ngoài biển, bà mua nhà trên đồi. Còn mày 15 đồng vào tay mày đấy à? Rồi ơi, mày chỉ mua quan tài cho bố mày bằng bao bố thôi. Bố mày dài mà bao bố thì nó ngắn. Mày phải chặt bố mày ra làm 3 khúc. Đấy mày nhét vào, mày chôn, đất không có chôn, mày chui xuống cống mày chôn cho chuột nó rỉa. 3 ngày sau mở cửa mẹ mày ra, mùi xú ế xông lên là mẹ mày chết ngất. Cả nhà mày khóc không ra nước mắt, chỉ toàn ra là nước cống thôi. Tao nói thiệt cả nhà, tao chửi mày mà tao còn muốn ói chứ đừng có nói gì thằng khốn nạn. Hay. Người ta ca sĩ còn này chửi sĩ. Đúng là cái tiếng đồn không sai. Xin lỗi nha, nãy giờ anh muốn chọc cho em đi em chửi đó. Em chửi quá nghe đã cái lỗ tai quá. Trời ơi, anh nói em nghe nãy giờ anh xin lỗi em nha. Đây. Người ta đồn là anh chửi hay quá, anh chưa được nghe em chửi. Cho nên anh làm cái miếng đất sét vô để cho em ăn, chọc tức cho em chửi. Bây giờ em chửi hay quá, bây giờ anh tặng cho em nguyên chục nem luôn, không lấy tiền. Nem thiệt à? À. Thế ngộ nhỡ như mà người ta mà ăn phải nem đất sét thì nuốt vào bụng rồi làm sao, bệnh chết thì làm sao? Đâu có sao đâu, hút lên cái hết liền. Hút à? Ờ. Thế hút bằng cách nào? Bằng cách lấy cái miệng này nè. Ừ. Để vô cái miệng này. Là sao? Lấy miệng này. Ừ. Để vô miệng này. Ờ. Ừ. Thế. Thế. Này. Thằng Nem. Hả? Mày vừa phải thôi nghe chưa? Nãy thì mày lừa tiền tao, còn bây giờ mày tính lừa tình tao, mày tính hôn tao là xin lỗi. Cút xéo đi, đây là đất của tao, đừng có đi ra đi vào, tao mệt quá rồi đi. Trời đất ơi. Đã chửi mà còn giữ nữa. Ôi trời ơi. Uổng quá đẹp mà giữ uổng quá em. Bây giờ em không muốn về hả? Không. Trời sắp tối rồi đó nha. Tối gì? Cầu đâu mà về đây này. Đang chờ có người sang lập cầu rồi về. Trời đất ơi. Cái cầu bị gãy rồi hả? Ừ. Em ơi. Cái gì? Anh nói thiệt đó nha. Trời nó sắp tối rồi đó. À. Thằng bé mà cứ chờ ở đây hoài nguy hiểm lắm á. Làm gì mà nguy hiểm? Ở đây toàn là mấy cái thằng cô hồn cắt đảng không à. Không ấy bây giờ gì? Anh nói nghe. Anh thì anh là người hay thương người lắm. Ừ. Nhà anh là kia kìa. À. Đó. Có mình anh ở à. Không ấy về nhà ngủ với anh đi. Hả? Cái gì? Không phải bay. Về nhà ngủ với anh đi. Hả? Bậy bậy bậy. Không ấy nhà anh á có mình anh nè. À, có cái giường, anh hy sinh để nhường cái giường cho em ngủ. Câm. Hả? Mỏ mày nhọn quá. Mày lắm mồm lắm. Sao vậy? Răng mày thưa vô cùng. Ừ. Mày nhiều chuyện lắm. Ừ. Mày tính lừa đảo bà đấy à? Xin lỗi nhá. Bà đây vô cùng cứng rắn nhá. Cút xéo mẹ mày đi. Bà nằm đây. Bà ngủ nguyên đêm, ngày mai bà về. Làm gì bà? Hiểu không? Ừ. Không muốn về nhà anh hả? Không. Thôi,
Về nha. Về đi. Không về nhà anh thiệt hả? Ừ. Không về. Ờ em hả? Nói nghe nè. Gì? Nói nghe. Trước khi anh về. Ừ. Anh kể cho em nghe một cái chuyện này có thiệt nha. Chuyện gì? Anh nói em nghe. Ừ. Ở đây có mẹ. Ê, cái gì? Ôi, cái gì? Hả? Thiệt á. Em thấy không? Ừ. Thấy cái con kênh này không? Thấy. Coi vậy chứ có người tự tử chết. Thiệt không? Thiệt. Sao? Hồi xưa đó có một chàng thanh niên bị thất tình mà nhảy xuống đây mà tự tử đó. Thật à? Ờ, nó phải xong đâu. Ừ. Lâu lâu quá ha. Tối mà có người con gái đẹp nào mà đi ngang đây đó. À. Buồn rồi thôi. Ừ. Cha vui một cái ha. Cha nhảy lên thắp người con gái liền. Ừ. Xong có bầu. Trình định cái bụng. Ôi. Không, nhưng mà đặc biệt không phải đẻ ra con người ta. Chứ đẻ ra cái gì? Đẻ ra cá. Hả? Đó. Ôi. Nè 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 nè. Cái gì gì? Thật sự là như vậy à? Thật đẻ ra cá. Thiệt. Cá gì? Trời ơi, cá tra. Trời, có ma cá tra đây à? Chứ còn gì nữa? Nhưng mà anh nói em nghe nè. Ừ. Bây giờ anh về đi. Ờ. Chẳng thà đó, ha. Ừ. Đẻ ra người còn đẻ ra cá. Đúng rồi. Mà cá tra nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, về nhà đẻ đi. Ê! Không phải, về nhà anh ngủ đi, quá anh sợ. Không được, trời ơi, ta không được, thế vậy đi. Sao? Thôi rồi em này, bây giờ chót lỡ thương người rồi. À. Hay là bây giờ, mày biết lội không? Trời đất ơi, không những lội qua sông mà còn lội qua biển này, qua biển kia nữa. Thế à? Thế hồi nhỏ chắc chuồn nó cắn rốn mày nhiều lắm phải không? Nè, muốn coi không? Được rồi, tao không cần coi bây giờ nữa nhá. Mày có thể mày cõng tao qua cái sông này cho tao về nhà được không? Cõng vào? Ừ. Nhưng mà trước khi cõng có một yêu cầu được không? Yêu cầu gì? Ơi trai gái nhau kêu mày nó mất cảm tình quá. Sao? Anh cái ngọt ngào phải coi. Trời ơi thôi khổ quá, được rồi, cõng tao. Không phải về à? Rồi anh em. À. Rồi, cõng tao. Cõng vào. Ừ. Nhưng mà rồi, cõng. Hả? Hê, gì vậy? Thế? Thì tôi bơi qua kênh phải cởi ra chứ. Không cần cởi, được rồi, mày dưới Hà Bá nhìn mày chứ ai nhìn nó khỏi cởi, được rồi. Khỏi cởi ha. Ừ. Thôi vậy dán lên đi. Rồi, tới khi em cởi đi. Ê, cái gì? Thì cởi ra bơi qua. Không được, được, ướt tao về nhà tao thay, tao cởi không được. Làm gì thế? Không kỳ của em. Kỳ cái gì? Em ông đàn bà con gái, em không biết anh làm gì hết à. Em ơi. Hả? Sao nhìn thấy em mảnh mai lắm mà sao em nặng quá vậy? Nặng không? Ê, cái gì thế? Không phải. Anh coi con em coi nặng xương hay là nặng thịt. Thôi đi mẹ. Đó. Tao mà biết bơi thì chết với tao á. Nửa tao là thôi đi về vậy. Cổng em. Phải không? Rồi. Bây giờ cổng không phải bồng phải không? Vâng. Rồi. Lên đi. Rồi, lên. Vô rồi. Xuống. Rồi. Ôi. Hai người làm gì vậy? Trời chồng, sao nãy giờ mới ra đây? Trời tối rồi mới ra hả? Có cách nào cứu vợ về chưa? Chưa. Chưa cách thì phải nhờ thằng em này nó mang sang sông chứ. Cái gì? Mày nhờ này cổng về hả? Chứ mày có cách để cho tao sang sông chưa? Không cần. Thằng kia, hả? Đi về. Ủa, không, khỏi cần hả? Không. Thôi về nha. Ê, đứng lại. Sao vậy? Mày đi về, vợ tao ở lại. Ờ, quên thế. Ôi trời ơi. Chồng tao nó muốn nói gì nó nói. Mày cõng tao sang cho sợ ma cá lắm rồi. Nem. Muốn cõng lắm nhưng mà thằng kia đâu có cho đâu. Này, có cho cõng hay không? Không muốn tao theo thằng em tao đi về luôn đấy. Ờ, đi. Ê, đứng lại. Từ từ. Rồi, tao cho mày cõng, vợ tao về. Ê, mắc cười quá à. Anh hỏi ngang hả? Anh nhà tôi cổng vợ anh mà anh kêu mày tao hả? Thôi xin phép nha. Anh ơi, nhà anh cổng vợ em về giùm. Anh ơi, nhờ anh cổng em về giùm. Vậy có phải được không? Rồi, cái này hai người nhờ tôi nha. Rồi lên đi em. Anh cổng cho. Lên. Ê, nhưng mà anh ơi, sao hai cái tay anh để xong ông vợ em vậy? Để tay sao cổng được. Có kiểu nào khác không? Kiểu khác hả? Rồi. Kiểu này. Trời. Thôi vậy. Ở cái kiểu này nó còn nguy hiểm hơn kiểu trước nữa. Vậy chứ có kiểu gì nữa? Cổng kiểu cũ. Ủa, họ kiểu cũ hả? Trời ơi, chồng quá là chồng trong nhiều chuyện quá. Chồng nhân cổng vợ ta trước quá. Lên. Mình. Từ từ nha. Cứ chừng rớt vợ em nghe anh ơi. Ê, tụi mình có thế này nha. Dạ. Cái tầng cuối không bao giờ đi thẳng được hả nha? Dạ, tôi không thích đi thẳng ra. Trước khi thẳng tôi phải đi vòng tôi mới lên được đó nha. Vậy rồi đi chừng nào mới lên được? Khi nào tôi thích lên thì tôi lên. Rồi chấp nhận. Quá đã. Anh
Anh ơi, 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 vòng vòng ngoài vậy? Vòng vòng của đã chứ. Trời ơi trời. Nè anh ơi, đi đường tắt nè anh. Vô đây nè, vô vô tắt nè, tắt vô bờ nè. Bờ đi sâu lắm á, con xuống bờ đi. Mẹ biết rồi. Anh ơi, đưa tay tôi kéo lại anh ơi. Lẹ lẹ lẹ. Để tôi bơi xíu nữa. Chạy đã rồi thôi, chịu khó xuống với mình đi bà. Trời ơi, nước cạn. Nước cạn? Mà nãy giờ mày làm bộ, mày dụ vợ tao. Mày chết bà với tao. Mày mày chết bà với tao. Tao đuổi mày, tao quýnh mày. Mày hả? Chỗ này sao thiệt? Cứu tôi chơi. Sao thiệt, sao thiệt rồi.